trên Việt Face Tonight được bảo trợ bởi Astiva Health, bảo hiểm sức khỏe yêu đời. Wellspa, thương hiệu salon furniture đoạt nhiều giải thưởng nhất 4 năm liên tiếp. Đây là chương trình Việt Face Tonight với anh Dũng, Thanh Thảo và Tyler Diệp. Kính chào toàn thể quý khán thính giả, mời quý vị đến với chương trình Việt Face Tonight. Chúng tôi kính mời quý vị bước vào với bản tin buổi tối ngày thứ Hai, ngày 21 tháng 6 năm 2021. Và sau đây là những bản tin của chúng tôi trong chương trình đêm nay. Bắt đầu với tin là nghiệp đoàn và các hãng hàng không kêu gọi truy tố các hành vi nghiêm trọng trên máy bay. Hải quân thử nghiệm sức chịu đựng của hàng không mẫu hạm Gerald Ford bằng vụ nổ khổng lồ. Bitcoin giảm xuống mức thấp nhất trong 2 tuần khi Trung Quốc tăng cường đàn áp khai thác tiền điện tử. Mỹ, Anh, Canada và Liên Âu trừng phạt Belarus trong vụ chuyển hướng máy bay Ryanair. California cân nhắc gia hạn việc bảo vệ trục xuất nhà ở. American Airlines hủy bỏ hàng trăm chuyến bay vì sự hạn chế về nhân sự và các vấn đề về bảo trì. Tổng thống Duterte dọa là bỏ tù những người từ chối không chịu đi chích ngừa. Thành viên ủy ban cố vấn của FDA tiết lộ lý do từ nhiệm. Bộ Thương mại Hoa Kỳ hủy bỏ các danh sách giao dịch bị cấm của TikTok và WeChat. Mời quý vị cùng bước vào ngay với bản tin ngày hôm nay được mở đầu với Thái Lê Diệp. Thưa quý vị, một hiệp hội đại diện cho các hãng hàng không sau đây bao gồm American Airlines, Delta Airlines, United Airlines và Southwest Airlines và cũng như là những hãng hàng không nhỏ khác đã viết thư cho Bộ Tư pháp Hoa Kỳ cùng với các nghiệp đoàn mà làm việc cho các hàng không này với yêu cầu rằng là Bộ Tư pháp phải triệt để truy tố hết tất cả những hành vi bạo lực cũng như là sách nhiễu ở tại trên các chuyến bay hàng không. Lá thư được gửi đi ra vào ngày hôm nay cho biết rằng là vì an toàn của hành khách cũng như là phi hành hay là các tiếp viên hàng không cũng như là các phi công trên các máy bay này, hiệp hội này yêu cầu rằng là những hành động quấy rối bạo lực kháng cự lại chỉ thị hay là mệnh lệnh của các tiếp viên hàng không phải triệt để bị truy tố. Chúng ta đã thường xuyên thấy trong thời gian qua những chuyện mà gọi là ẩu đả xảy ra khi mà một số các hành khách đã đấm vào mặt hay là tấn công các tiếp viên hàng không sau khi họ đã bị kêu gọi rằng là phải đeo khẩu trang một cách đúng đắn hay là họ nên làm việc này làm việc kia. Và vì vậy cho nên là trong cái thời gian qua nhiều việc ẩu đả xảy ra, nhưng không phải lần nào thì những hung thủ này cũng bị truy tố. Trong ngày hôm nay thì hiệp hội đại diện cho các hãng hàng không lớn của Mỹ kêu gọi rằng là để làm gương và cảnh cáo răn đe, cho nên rằng là Bộ Tư pháp nên truy tố triệt để những người vi phạm những luật lệ liên quan đến vấn đề hàng không. Hải quân Hoa Kỳ vừa bắt đầu một loạt các cuộc thử nghiệm trên chiếc hàng không mẫu hạm mới nhất và tân tiến nhất của mình bằng cách đã cho nổ những vụ nổ mạnh nhằm xác định xem chiếc hàng không mẫu hạm Gerald Ford đã sẵn sàng tham chiến hay chưa. Theo một tuyên bố thì lần đầu tiên trong số các cuộc thử nghiệm được biết với tên gọi là Full Ship Shock Trials đã xảy ra vào ngày thứ Sáu khi mà Hải quân đã gây ra một vụ nổ khổng lồ ở gần chiếc tàu hàng không mẫu hạm USS Gerald Ford theo một tuyên bố. Các hình ảnh và đoạn video quý vị đang thấy một cái cột nước khổng lồ đã bắn lên từ đại dương và nó là một kết quả từ cái thứ mà các quan chức của hàng không mẫu hạm gọi là một loại chất nổ nặng tới 40.000 pound. Video về vụ nổ này quý vị vừa thấy trên màn hình, nó tạo ra một cái cột nước khổng lồ mà rất đẹp mắt. Tuy nhiên qua những cái sự chấn động này đó, thì cơ quan địa chất của Hoa Kỳ cũng ghi nhận được vụ nổ này đã gây ra một cuộc động đất khoảng 3, tương đương với một cuộc động đất khoảng 3.9 độ Richter. Hải quân đã tiến hành cuộc thí nghiệm này để nhằm thử nghiệm cái sức chịu đựng của chiếc hàng không mẫu hạm Gerald Ford đang đậu ở ngoài khơi bờ biển Florida ở trên khu vực Đại Tây Dương. Chúng ta cũng biết rằng chiếc tàu Gerald Ford được khởi công từ năm 2017 dưới thời của chính quyền Tổng thống George W. Bush, hợp với các cái công nghệ mới bao gồm hệ thống phóng điện từ để có thể thay thế máy phóng chạy bằng hơi nước truyền thống. Và qua cuộc thử nghiệm này cũng như cộng thêm một số các cái thử nghiệm trong vài ngày sắp tới đây thì Hải quân sẽ đánh giá được cái sức chịu đựng của chiếc Gerald Ford sẽ như thế nào và sẽ có một cái bản báo cáo tổng kết thật sự. Bản tin kế tiếp liên quan đến Bitcoin. Thưa quý vị, giá của Bitcoin đã xuống tới mức thấp nhất trong 2 tuần lễ khi Trung Quốc đã tăng cường đàn áp việc khai thác tiền điện tử này.
Bitcoin hôm thứ Hai đã giảm xuống mức thấp nhất trong 2 tuần do các báo cáo rằng Trung Quốc đã tăng cường đàn áp khai thác tiền điện tử. Đồng tiền kỹ thuật số lớn nhất thế giới này đã giảm xuống mức thấp nhất là 31.760 Mỹ Kim vào sáng thứ Hai, dưới mức 32.000 lần đầu tiên kể từ ngày 8 tháng 6 theo dữ liệu từ Coinmetrics, nhưng tới cuối ngày thì tăng lên được một chút xíu. Các đối thủ nhỏ hơn như là Ether và XRP cũng giảm 9.5%. Nhiều mỏ khai thác Bitcoin ở Tứ Xuyên đã bị đóng cửa hôm Chủ nhật sau khi các nhà chức trách tại tỉnh Tây Nam ở Trung Quốc ra lệnh ngưng khai thác tiền điện tử, theo một báo cáo từ tờ Global Times do Đảng Cộng sản Trung Quốc hậu thuẫn. Tờ báo cho biết, theo ước tính là hơn 90% công suất khai thác Bitcoin ở Trung Quốc sẽ ngừng hoạt động. Hiện nay có vào khoảng 65% hoạt động khai thác Bitcoin trên toàn cầu được thực hiện tại Trung Quốc. Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc cho biết hôm thứ Hai rằng họ đã thúc giục Alipay là dịch vụ thanh toán do Ant Group, chi nhánh của Alibaba, điều hành và một số ngân hàng lớn phải đàn áp giao dịch tiền điện tử. Trung Quốc đã cấm các tổ chức tài chính cung cấp các dịch vụ liên quan đến tiền điện tử. Các hãng tin của Hoa Kỳ và thế giới như Bloomberg và Reuters cũng đưa tin về hành động này từ chính quyền Tứ Xuyên, theo sau những phát triển tương tự ở các tỉnh Nội Mông và Vân Nam của Trung Quốc, cũng như là lời kêu gọi từ chính quyền Bắc Kinh ngừng khai thác tiền điện tử trong bối cảnh lo lắng về mức tiêu thụ năng lượng lớn của nó. Quá trình tiêu tốn nhiều năng lượng này đã dẫn đến những lo ngại ngày càng gia tăng về tác hại môi trường tiềm ẩn của Bitcoin, với tất cả mọi người từ CEO của công ty Tesla là Elon Musk cho đến Bộ trưởng Tài chính Hoa Kỳ là bà Janet Yellen đã lên tiếng cảnh cáo. Trung Quốc là nơi tập trung phần lớn hoạt động khai thác Bitcoin hiện nay chủ yếu dựa vào năng lượng than. Thưa quý vị, cũng trong ngày hôm nay, trong một hành động có được phối hợp, thì Hoa Kỳ, Liên hiệp Âu Châu, Vương quốc Anh và cũng như là Canada đồng loạt tuyên bố một loạt các lệnh trừng phạt nhắm vào những cá nhân cũng như là những tổ chức thuộc chính phủ Belarus mà phía Tây hay là phương Tây cho rằng là đã có đứng đằng sau cái vụ ép một chuyến bay của hãng hàng không Ryanair đang trên đường từ Hy Lạp đến Lithuania mà phải đáp xuống thủ đô Minsk của Belarus để cho các lực lượng an ninh của quốc gia này bắt giữ một nhà bất đồng chính kiến thuộc một dạng blogger. Thưa quý vị, Liên hiệp Âu Châu cho biết rằng là không những như vậy, nhưng mà trong thời gian tới các quốc gia phương Tây cũng sẽ nhắm đến các ngành như là ngân hàng, dầu khí, tobacco và một số các ngành nghề khác quan trọng đối với Belarus vì những đàn áp về nhân quyền. Đây là một cách mà để cho Liên hiệp Âu Châu nhắm thẳng đến chính phủ của Tổng thống Alexander Lukashenko, người với cái sự hậu thuẫn của Nga đã tiếp tục giữ quyền 10 tháng sau khi cuộc bầu cử vừa rồi diễn ra tại quốc gia này, mà nhiều nhà quan sát quốc tế cho rằng là đầy những cái vấn đề mà gian lận để cho ông này tiếp tục nắm quyền thêm nữa. Chính quyền của tiểu bang California và đặc biệt là thống đốc tiểu bang là ông Gavin Newsom cho biết là tiểu bang này sẽ có thể sẽ trả tất cả những số tiền thuê nhà quá hạn đã tích lũy ở tiểu bang đông dân nhất Hoa Kỳ. Đây là một lời hứa mà làm cho nhiều người có vẻ như cảm thấy sẽ rất an tâm. Chúng ta cũng biết là đến ngày 30 tháng 6 tới đây thì cái thời hiệu cho tất cả những cái việc mà trục xuất những người không đủ tiền trả tiền nhà trong suốt thời gian vừa qua, có thể thì những người này sẽ bị trục xuất ra khỏi nhà của họ vào ngày 1 tới tháng 7. Và chính điều này là một cái mối quan tâm to lớn từ một số đông rất nhiều người dân Hoa Kỳ hiện nay. Một người phụ nữ năm nay 43 tuổi, bà đã nói rằng suốt cả một năm đại dịch vừa qua thì công việc làm của bà đã không ổn định. Và vì là các con nhỏ của bà phải ở nhà, cho nên là cái chi phí để bà ở nhà và chăm sóc các con nó gia tăng gần bằng tất cả cái số tiền lương mà bà đã tích tụ được và để là dành được. Do đó mà bà sẽ không có đủ sức để chi trả cho những cái món tiền thuê nhà, cho dù là món tiền đó chỉ trên dưới có 2.000 Mỹ Kim cho một tháng. Tuy nhiên, trong năm vừa qua bà đã phải chi trả đến khoảng 30.000 Mỹ Kim dành cho các việc để chi trả cho các cái chi phí của những đứa trẻ con ở nhà. Do đó mà bà cầu mong rằng chính quyền có thể sẽ nới rộng cái biện pháp này. Hiện nay thì tiểu bang California, thống đốc Newsom và các nhà lãnh đạo lập pháp đang có một buổi họp để quyết định là sẽ phải làm gì trong cái phần trích một phần để sử dụng cái ngân sách khoảng 260 tỷ Mỹ Kim của tiểu bang để cung ứng cho việc này, có thể là dành để trả tiền nhà cho những người mà trong thời gian vừa qua đã không trả tiền nhà được. Chúng ta còn nhớ rằng trong cái thời gian đầu đại dịch, khi mà một người nào không đủ sức để trả tiền nhà thì chúng ta có thể gọi cho cái ngân hàng mà cho chúng ta mượn tiền mua nhà đó.
chúng ta nói là vì không đủ thì họ sẽ hoãn lại cái tiền đóng tiền nhà. Rồi thí dụ là mỗi tháng như vậy, nếu mà 3 tháng sau chúng ta phải trả thì phải trả một lượt 3 tháng. Hoặc là quý vị nào mà thiếu 6 tháng thì phải trả một lần một lúc 6 tháng. Tuy nhiên có người đó vì không có đủ tiền mà vẫn lần lữa cho đến ngày hôm nay. Thì bây giờ thì cái số tiền 3 tháng thiếu nhà hoặc là 6 tháng đó phải đóng một lần. Chắc chắn là không ai có đủ điều kiện để có thể đóng cái này. Do đó mà tiểu bang California đã đưa ra một cái chương trình có thể kéo dài thêm cái vấn đề gia hạn, kể cả cho những người thuê nhà, kể cả cho những người mua nhà không đủ sức chi trả, và có thể sẽ kéo dài qua khỏi cuối tháng 6. Tuy nhiên cái vấn đề này là một cái vấn đề vẫn còn đang bàn thảo. Tuy nhiên ít ra thì tiểu bang cũng đã có một cái lời thông báo là họ sẽ suy xét đến cái việc này và sẽ có những cái cuộc họp bàn đối với các nhà lập pháp của tiểu bang để có thể sớm đưa ra một cái chương trình để cứu nguy cho những người chủ nhà hoặc những người thuê nhà không đủ sức chi trả trong thời gian vừa qua. Bản tin kế tiếp liên quan đến tình trạng hiện nay của các hãng hàng không khi mà kinh tế đang bắt đầu phục hồi và xã hội mở cửa trở lại và người dân bắt đầu đi du lịch. Thưa quý vị, công ty American Airlines đã hủy bỏ hàng trăm chuyến bay bởi vì sự hạn chế về nhân sự và các trở ngại về vấn đề bảo trì. American Airlines cho biết là họ đã hủy hàng trăm chuyến bay hôm cuối tuần vì thiếu nhân viên, bảo trì và các trở ngại khác là những thách thức mà hãng phải đối mặt khi nhu cầu đi lại tăng cao so với mức trước đại dịch COVID. Khoảng 6% lịch trình chính của hãng hàng không này hoặc là 190 chuyến bay đã bị hủy hôm Chủ nhật, theo trang web theo dõi chuyến bay FlightAware. Con số này bằng vào khoảng 3% tổng số chuyến bay của hãng, bao gồm cả những chuyến do các hãng vận tải trong khu vực khai thác. Phần nửa trong số này là do không có đội bay. Hôm thứ Bảy, và khoảng 4% hoặc là 123 chuyến bay đã bị hủy, và vào ngày thứ Hai hôm nay có 106 chuyến bay bị hủy. American cho biết họ đang cắt giảm lịch trình tổng thể của mình vào khoảng 1% cho đến giữa tháng 7 nhằm giúp giảm bớt một số gián đoạn. Một phần lý do là vì thời tiết xấu tại các trung tâm phi trường quốc tế như là Charlotte ở North Carolina và Dallas-Fort Worth ở Texas trong thời gian nửa đầu của tháng 6. Cho đến nay, thì cơ quan quản lý an ninh giao thông của Hoa Kỳ cho biết có hơn 2.1 triệu người đã sử dụng dịch vụ hàng không vào ngày Chủ nhật, là con số nhiều nhất kể từ ngày 7 tháng 3 của năm 2020, tuy nhiên vẫn thấp hơn 23% so với 2.7 triệu người đi du lịch hồi năm trước, vài tháng trước khi đại dịch COVID bắt đầu. Và thưa quý vị, không phải chỉ có riêng hãng American Airlines là hãng duy nhất có hoạt động bị gián đoạn vì thiếu nhân sự. Các hãng khác như là Delta Airlines đã hủy hơn 300 chuyến bay cuối tuần trước lễ tạ ơn và nhiều chuyến bay khác vì thiếu phi công. American Airlines thì cho biết trong một số hồ sơ đầu tháng này rằng họ dự kiến công suất trong quý thứ nhì của năm nay sẽ giảm 20% cho đến 25% so với năm 2019. Trong khi United Airlines ước tính hãng sẽ bay ít hơn vào khoảng 46%. Và Delta dự báo sẽ giảm 32% so với năm 2019. Còn Southwest Airlines thì dự báo công suất tháng 7 của hãng chỉ giảm có 3% so với năm 2019 và giảm so với mức giảm 7% trong tháng 6 này. Thưa quý vị, hiện nay Phi Luật Tân đã có hơn 23.000 người thiệt mạng liên quan đến những lý do về COVID-19. Và vì vậy, cho nên trong ngày hôm nay, Tổng thống Rodrigo Duterte của nước này đã có một thông điệp như sau cho người dân của ông. Ông nói rằng, các bạn hãy chọn, một là thuốc chích ngừa, hai là tôi sẽ bỏ tù tất cả mọi người. Ông phát biểu cái lời này trong một bài diễn văn được đưa ra trong ngày hôm nay, sau khi những báo cáo cho biết là số lượng người dân ở tại những địa điểm chích ngừa tại thủ đô Manila không có được đông cho lắm. Ông nói rằng là hiện nay đang có một cái vấn nạn nguy cấp ở tại quốc gia này, và tôi không hiểu là tại sao người dân Phi Luật Tân không nghe theo lệnh của chính phủ. Tính tới ngày 24 tháng 6 thì ở tại Phi Luật Tân chỉ có khoảng 2.100.000 người đã được chích ngừa. Đây là một trong những tỷ lệ đi rất là chậm so với những các quốc gia khác. Vì vậy, trong ngày hôm nay, người dân của Phi Luật Tân sẽ có một chọn lựa mới. Một là đi chích ngừa, còn hai là sẽ bị tổng thống này bỏ tù. Một thành viên nằm trong ủy ban cố vấn của cơ quan FDA, người đã từ chức sau khi cơ quan FDA phê duyệt loại thuốc Aduhelm, một loại thuốc nhằm để chữa bệnh Alzheimer mới đây, đã gây rất nhiều tranh cãi. Và ông đã tuyên bố rằng phương pháp điều trị là không có bằng chứng tốt cho thấy rằng loại thuốc này có nhiều hiệu quả. Giáo sư y khoa Harvard, tiến sĩ Aaron Kelsenhelm, người cũng làm việc tại Bệnh viện Phụ nữ ở Brigham, đã gọi đây là một quyết định phê duyệt thuốc tồi tệ nhất trong lịch sử Hoa Kỳ thời hiện đại trong cái đơn từ chức của mình. Ông đã nói rằng nó có những tác dụng phụ rất quan trọng mà chưa được kiểm nghiệm một cách hoàn toàn.
Ông đã trả lời trong một cuộc phỏng vấn với bác sĩ Tara Narula của chương trình CBS News. Và ông nói rằng cơ quan FDA đã hoàn toàn thay đổi hệ thống giấy xét duyệt thuốc của mình trong suốt 6 tháng qua và đã phê duyệt cái loại thuốc này dựa trên các cơ sở lý thuyết liên quan đến dấu hiệu thay thế của mảng amyloid, một màng nhầy bao gồm bao phủ quanh chung quanh não. Và chúng tôi với tư cách là một ủy ban cố vấn vào tháng 11 đã được yêu cầu là không nên xem xét vấn đề này. Một số các nhà phê bình thì nổ ra những cái sự tranh luận chung quanh cái việc chấp thuận của FDA đối với cái loại thuốc Aduhelm này. Theo như các cái dữ liệu cho biết thì các thử nghiệm lâm sàng cho thấy loại thuốc này có thể làm cho giảm cái màng nhầy amyloid bám ở chung quanh não và nó được cho là cái dấu hiệu của bệnh Alzheimer. Tuy nhiên, không rõ là liệu cái loại thuốc này có thể làm trì hoãn hoặc có thể ngăn chặn các triệu chứng trong thực tế hay không. Đó là một câu hỏi lớn mà Ủy ban Tư vấn Độc lập của FDA đã khuyến nghị cơ quan này cần phải từ chối để thông qua loại thuốc này được sản xuất bởi hãng Biogen. Sau khi FDA đã phớt lời khuyên và không nghe theo lời khuyên đó, thì bác sĩ Kelsen Helm và hai thành viên khác của Ủy ban đã nộp đơn từ chức ra khỏi Ủy ban này. Nếu như FDA được cho phép các công ty nhận được thuốc được phê duyệt trên cơ sở bị ngừng sớm, thì các thử nghiệm này cần phải được phân tích lại. Và điều này sẽ đặt ra một tiền lệ vì nó đã cho các công ty khác biết rằng có lẽ là thuốc của công ty của mình cũng không cần đến những vị cố vấn chẳng hạn như tiến sĩ Kelsen Helm mà họ có thể thông qua một cách dễ dàng bởi những cái đường lối mới của FDA. Vì vậy mà trong khi đó thì nhà sản xuất Biogen đã tuyên bố với CBS News rằng họ đã cung cấp cho cơ quan FDA khoảng 2.200.000 trang dữ liệu và các phân tích từ 8 thử nghiệm lâm sàng liên quan đến cái hoạt chất cũng như là các cái hiệu ứng của loại thuốc này đối với bệnh Alzheimer. Dĩ nhiên đây là cũng là một cái điều mà gây rất nhiều tranh cãi trong giới y khoa hiện nay, là vì là một số thì nói rằng nó chưa đủ dữ liệu, trong khi một số lại thông qua nó mà bởi cơ quan FDA, thì đây vẫn còn là một vấn đề tranh cãi. Kế đến là bản tin liên quan đến việc Bộ Thương mại của Hoa Kỳ đã hủy bỏ danh sách giao dịch bị cấm của hai công ty là TikTok và WeChat. Đây là hai cái ứng dụng mà rất là nhiều người đã tải số điện thoại thông minh của họ. Thưa quý vị, ngày hôm nay thì Bộ Thương mại Hoa Kỳ cho biết là họ sẽ hủy bỏ danh sách các giao dịch bị cấm với TikTok và WeChat đã được ban hành vào tháng 9 của năm 2020 khi chính quyền cựu Tổng thống Trump tìm cách chặn các lượt tải mới của cả hai ứng dụng do Trung Quốc sở hữu xuống các điện thoại thông minh của người tiêu dùng tại Mỹ. Việc hủy bỏ được đưa ra sau khi Tổng thống Joe Biden đầu tháng này đã rút lại một loạt lệnh hành pháp thời ông Trump nhằm tìm cách cấm tải WeChat và TikTok thuộc sở hữu của công ty Tencent và đồng thời ra lệnh cho Bộ Thương mại Hoa Kỳ xem xét lại những lo ngại về an ninh liên quan đến hai ứng dụng này và các ứng dụng khác nữa. Bộ Thương mại dưới thời của ông Trump cũng đã tìm cách cấm các giao dịch khác liên quan đến WeChat, trong khi cũng tìm cách hạn chế tương tự dẫn đến cấm sử dụng TikTok. Lệnh của Tổng thống Biden chỉ đạo Bộ Thương mại Hoa Kỳ giám sát các ứng dụng nhu liệu như là TikTok có thể ảnh hưởng đến an ninh quốc gia của Hoa Kỳ ra sao, cũng như là đưa ra các đề nghị trong vòng 120 ngày để bảo vệ dữ liệu của Hoa Kỳ do các công ty do đối thủ nước ngoài kiểm soát. WeChat đã được người tiêu dùng Hoa Kỳ tải xuống ít nhất là 19 triệu lần, được sử dụng rộng rãi như là một phương tiện cho các dịch vụ, trò chơi và thanh toán tiền. Lệnh hành pháp của Tổng thống Biden thu hồi lệnh cấm WeChat và TikTok mà ông Trump đã ban hành, cùng với lệnh điều tra khác vào tháng riêng nhắm vào 8 ứng dụng nhu liệu công nghệ tài chính và truyền thông khác, bao gồm cả Alipay của Ant Group và QQ Wallet của Tencent, thanh toán qua WeChat. Hiện nay thì chưa có một lệnh cấm nào được ban hành tính cho đến ngày hôm nay. Nhưng mà hai cái tin là TikTok và WeChat đã được rút khỏi các giao dịch, danh sách giao dịch bị cấm đã khiến cho một số người tiêu dùng họ cảm thấy vui bởi vì họ thích cái ứng dụng này, nhất là giới trẻ. Và thưa quý vị, bản tin này đã kết thúc chương trình ngày hôm nay của Việt Face Tonight với phần trình bày của anh Dũng, Thanh Thảo và Thái Lê Diệp. Một lần nữa chúng tôi cảm ơn quý vị đã chọn xem chương trình hôm nay và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình ngày mai. Xin kính chào tạm biệt. Chương trình Việt Face Tonight được bảo trợ bởi Astiva Health, bảo hiểm sức khỏe yêu đời. Wellspa, thương hiệu salon furniture đoạt nhiều giải thưởng nhất 4 năm liên tiếp. Astiva, bảo hiểm sức khỏe yêu đời,
Astiva vừa khai trương một trung tâm sinh hoạt ngay tại Lido Sài Gòn. Với tâm nguyện chăm sóc thành viên như người thân, Astiva đem đến cho quý vị một trung tâm gần gũi cộng đồng người Việt để sinh hoạt và gặp gỡ hướng dẫn viên về bảo hiểm sức khỏe trong khung cảnh thú vị và thân mật. Địa chỉ 9551 Bosa Avenue, Suite E, Westminster, Cali 92683, kế bên nhà hàng Thành Mỹ. Gọi số 1-866-610-0655 để biết thêm thông tin về chương trình sinh hoạt hấp dẫn tại trung tâm. Nếu quý vị thích xem những chương trình này, xin nhấn vào nút subscribe để có được các thông tin và phóng sự mới nhất từ Việt Face TV.